thì đi vào cái hướng đầu tiên, đó là hướng Nam. Hướng Nam thì có cái giải độ từ 157,5 độ cho đến là 202,5 độ. Với hướng Nam thì chúng ta biết là có 3 sơn hướng, đó là Bính Ngọ Đinh. Và trong năm 2020 thì đối với 3 sơn hướng Bính Ngọ Đinh này, chúng ta triển khai tu tạo sửa chữa cũng như là xây mới, chúng ta triển khai xây mới rất là tốt với cái 3 cái sơn hướng này là Bính Ngọ Đinh. Thì với cái việc đó là sửa lập hướng, tức là xây mới, chúng ta có thể triển khai vào cái hướng, vào cái tháng đó là tháng Giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Đây là những cái tháng mà các anh chị có thể xây mới với cái nhà hướng Nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, tức là 45 độ thì các anh chị có thể xây mới được. Về việc tu tạo sửa chữa, do năm 2020 chúng ta có ý hắc bệnh phù đáo đến khu vực hướng Nam, do đó rằng là tu tạo sửa chữa chúng ta cần phải việc rất là kỹ lưỡng, cũng như là tu tạo sửa chữa chúng ta cần phải lựa chọn cái tháng để mà tu tạo sửa chữa, chứ không phải là đùng đùng chúng ta lôi ra chúng ta sửa chữa được một cách bất kỳ được. Do vậy là việc tu phương thì chúng ta nên triển khai tu phương vào hai tháng, đó là tháng 2 và tháng 7 âm lịch. Đây là những cái tháng mà chúng ta có thể xây mới hoặc là tu tạo sửa chữa được với cái hướng Nam và phương vị Nam.